Trước tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh. Chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Thì nay ngày mới đã đến nữa các bạn ơi. Thì mình sẽ tiếp tục cái công việc hàng ngày của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm sửa thêm cái đoạn clip này các bạn. Mình làm hơn được nửa đoạn đường rồi. Cũng còn đây xuống tới dưới nữa. Thì cái miếng đất này thì chú nói mình là hết luôn là 15 công các bạn. Nhưng mà bờ cõi thì mình chưa trừ ra nha. Thì đây là chú lên 2 clip. Mỗi clip bề ngang 8m, mương 8m, mương giữa 8m các bạn. Còn mương này mấy mét mình cũng không có biết nữa. Thì mình là chú cầm cây thì mình làm thôi. Mình chỉ biết mương giữa 8m thôi. Thì để chút nữa mình lên mình làm rồi mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Thì sáng ngày thì mình lên thì mình bơm mỡ trước rồi mình mới làm các bạn. Thì mình mỗi ngày mình đều ra một cái clip các bạn. Dù nó không có hay nhưng mà mình làm thì mình gửi đến cho những bạn mới vào nghề á. Thì mấy bạn xem rồi coi các bạn sau này có vận dụng gì trong cái nghề nghiệp của các bạn không. Mình thì mình lên đây thì mình không có dám nói là mình chỉ ai hết các bạn. Mình chỉ nói từ chia sẻ thôi. Mình làm mình mà làm cũng không có được giỏi cho mấy. Nhưng mà mình làm mình gửi đến các bạn. Cái này thì mình làm thì chú chỉ màu là chỉ mé bề thôi các bạn. Tại vì mình trồng dưa. Clip nào mình cũng nói vậy để nhiều khi những bạn mà người ta mới xem clip này của mình nè thì người ta không có biết á, thì các bạn đó comment hỏi mình đó. Trồng dừa trồng ở bên mé không các bạn ơi? Mình lên clip này thì mình nhớ cái lúc cách đây chừng 10 năm trước á, mình có làm ở Kiên Giang á, lên clip trồng mía. Lên clip trồng mía thì mình lên thời điểm đó thì mình lên cao tới 1m1 lận. Còn cái này mình lên chỉ có 8 tấc thôi. Mà lên trồng mía thì mình không có chỉ màu hết các bạn ơi. Chỉ hốt đại lên đủ nước đất cho bà con thôi. Điểm đó mình làm giá dầu thì 24.500 đồng một lít á. Mà mình làm là mình nhớ hoài luôn á là 3.400.000 một công. Mà cái công của bên Kiên Giang là công tầm lớn các bạn. Công là 1.296 giống như mình ở đây một công là 1.000 mét vuông đúng không? Còn bên kia là tới 1.296, công rất là lớn. Mà mình làm giá trị thời điểm đó là tới 3.400.000 một công. Mà mình làm mình thấy cũng sống được các bạn. Thì sau này nè, sau này khoảng 7 năm về sau á thì mình đang kể một chuyện khoảng 7 năm trước thì xe dân địa phương cũng có nữa rồi, rồi trên quê hương mình chuyển xuống quá nhiều các bạn ơi, dân rồi làm nè đông quá đi rồi vô hạ giá quá nhiều. Thì vì cuộc sống mà nhiều khi anh em mà ta cảm thấy giá cả người ta làm được cái đó rồi người ta làm riết còn có 2.600.000, 2.700.000 công à. Mần mà mấy bạn nào trả nhà thì kiếm sống được, nhưng mà mấy bạn mà mướn tài xế nọ đồ là mình mần là tiền dầu với lại đủ tiền chi phí mình ăn uống mình xây sở hàng ngày các bạn, chứ làm không có dư đâu, giá quá rẻ. Dầu thì nó mắc mà giá thành mà rẻ quá. Còn như mình làm cái này thì mình làm ăn giờ các bạn ơi, tại vùng đất Trà Vinh mình là đặc thù này, nó ăn giờ là như vậy đó. Phía đầu bờ ở trên kia thì bề ngang nó nhỏ nha các bạn, còn ở dưới này thì nó bự hơn tới 8m lận. Nên mình làm cái bờ của mình á, ở chỗ dân trạng trên chích gần giữa bờ đặng á, mình có ẩn ra chích xíu. Chứ mình đi thẳng luôn cái thì cái đường mương ở đây rất là bự. Ẩn đâu xíu đặng cho mình lấy cho cái bờ nó hơi thẳng thẳng chút thôi được đó các bạn. Mình tối nào thì mình mở điện thoại lên á,
mở mà mình lo. Nếu bạn nào mà nhắn tin cho mình thì nói chúc sức khỏe, hay là nói anh ơi làm ngày được mấy tiếng đồ thì mình vui. Còn mở lên mà mình thấy cái tin nhắn rồi nói những câu tục tiểu này nọ đồ, trời ơi nghe muốn lạnh các bạn ơi. Thì mình cứ nghĩ đi, mình á, bản thân mình à, mình cũng đâu có nói xấu gì ai đâu, rồi mình cũng đâu có muốn làm, mà mình muốn làm á, mình muốn làm đây là mình muốn chia sẻ lên thôi, chứ không phải là mình muốn là mình khoe đất này nọ đồ. Mình làm có đất nhiều mà mình làm đây là mình làm YouTube, mình xin lỗi là mình làm YouTube, mình chia sẻ về cái nghề xe cuốc của mình. Thì nên ngày nào mình cũng phải đăng, thì mình đăng lên để ai xem được thì xem, chứ mình cũng đâu có biết gì đâu các bạn. Nhiều lúc mà các bạn có nhiều bạn nhắn tin rồi thì nói tục tiểu gì mình á, mình nghe mình buồn lắm các bạn ơi. Nên á, các bạn xem á, các bạn mà không thích mình á, ngay chỗ cái các bạn xem cái kênh YouTube của mình á, ở chỗ đó có cái đưa số 1 lên, số 1 xuống. Ví dụ như các bạn thích mình á, các bạn cho số 1 lên, còn các bạn không thích các bạn cứ cho số 1 xuống về cho mình đi, thì mình cảm ơn. Thì mà nãy giờ mình nói gì đó thì các bạn thấy mà không giữ á, các bạn có bỏ qua cho mình nha các bạn. Tại vì mình nói nãy giờ cái cảm xúc mình lên quá. Mình làm ở đây nè, giờ mình đi tới đâu mình thấy mùa xuân cũng đến đến rồi các bạn ơi. Đi đâu mình không thấy bà con người ta dọn dẹp nhà cửa nhà đồ đóng xuân đồ các bạn. Mình giờ mình đi làm xứ xa, giờ mình cũng đang ráng làm cho rồi mấy đất này, rồi mình cũng tranh thủ mình về mình cũng thăm gia đình đồ các bạn. Đi làm xa xứ chứ nhiều lúc mình cũng nhớ nhà đó các bạn ơi, về thăm gia đình thăm quê hương đồ. Dù biết thì đồng tiền ai cũng phải kiếm thôi, nhưng mà vì cái mùa xuân đến thì phải về thôi các bạn ơi. Để mình cái clip sau đi thì mình gửi đến tất cả các bạn một cái bài hát, nhưng mà mình thì hát không hay các bạn, hát rất là dở không hay, nhưng mà mình hát là vì cái niềm vui thôi, gửi đến các bạn. Cái đầu bờ trên kia rồi, cái mình làm liền luôn hay là mình chừa cái đường mương lại? Làm cắt cái nặng mương ngang rồi để cho nó thông hành nước luôn á. Dạ, rồi mình thông hành vậy rồi mình đặt cái bọng chi, mà đặt chi 2-3 cái ở đầu dưới chú? Đặt cho từng quan nước, cần cho nó sạch, nó đừng phèn. À. Dùng đất cho nó phèn á. Dạ, rồi. Rồi giờ chú với mình cầm cái tiếng bờ bên đây các bạn. Dạ, vậy dạ, chú đứng ở đây con lại đang ngắm cho. Dạ. Ủa chú có chiều dài từ đây chảnh là nhiêu mét rồi chú? Mười lăm công hả chú? Dạ. À, chú nói là miếng đất là 15 công các bạn, nhưng mà chiều dài nhiêu chú không biết. Mình thấy cũng xa lắm các bạn. Rồi chú cầm đi, chú cầm đi. Rồi đúng rồi. Tại vì nó luồn tuôn hết các bạn ơi, mình phải làm vậy đó. Cầm cây cho mình chính xác, mình nhắm cái bờ bên đây. Bên đây là cái đường mương nha các bạn. Đây là chú làm cái đường mương 8m, clip 8m thì mình múc quá trời phẻ các bạn ơi. Thì bên đây mình tập trung đất hơi nhiều, còn mép bên đây thì chú múc đường mương hơi nhỏ một chút, nên mình bên mép bên đây thì mình múc đất ít chút, thì còn tập trung nhiêu đất thì mình qua bên đây mình gom qua đây hết các bạn, gom về bên cái bờ tôm. Rồi. Cái này theo mình đoán là chiều dài dám có cả cây số các bạn. Ở dưới tuốt từ dưới kia mà mình cầm cái bao mình cũng không thấy các bạn ơi. Cái đất này thì đầu dưới này thì nó bự, còn
đầu trên kia thì nó nhỏ, nên mình làm nó phải xéo xéo vậy nè các bạn. Đi đâu mà nãy chút đi. Rồi được rồi. Cái hàng cây này là chú cầm khá là ngay các bạn, nhưng mà không biết mình làm ai ngay hay không nữa. Thì cái này thì mình múc cái clip thì cái mặt bờ 8 mét các bạn, nên mình múc từ bên vậy đó. Ở đây mình cũng dư đất sẵn đây, mình bát bánh luôn các bạn ơi. Bên mờ clip đó nó bị thiếu đất nhiều lắm, tại vì cái đường con mép bên đó thì tôm của ta thì mình chỉ cuốc lên nhỏ chứ không có làm bự. Cái năm nay ở đây các bạn, bà con người ta nuôi tôm cũng đúng lắm các bạn. Mấy cái đìa bên đó anh chủ đất bên đó anh cũng mới thua các bạn, cũng có lời nữa. Ở đây miếng sao mà bà con người ta nuôi tôm trúng là xe cuốc là có đất làm nữa các bạn. Rồi mình muốn canh cái độ thẳng á, thì mình bò cái xích trước các bạn. Nó có nhiều cách để làm đó các bạn ơi. Thì mỗi bạn đều có cái cách làm khác nhau hết. Mình chạy thì tự mình có cái ý của mình à. Như cái bờ này nè, mình làm từ rảnh từ đầu bờ xuống tới đây rất là ngang các bạn. Nhưng mà tới đoạn này nó cong nè. Để chiều nay mình quay cho các bạn xem. Thì tại vì lúc đó cái cây trong đây nè các bạn, mình nhìn nó bị xéo quá đi, mình cứ nhìn theo cây không à, cây rồi mình ăn vô nào mình không hay luôn. Thì ăn vô khoảng chừng 2 mét rồi đó, mà cũng hên cho mình là chú đất, chú cũng đang đứng đó, chú thấy mình rồi, chú nói Khánh ơi, Khánh ơi ăn vô rồi. Thì mình mới nói ủa ăn vô hả ta, cái chú ăn vô rồi con ơi. Cái mình mới sửa lại. Thế thì chú mới mình mới hỏi chú giờ sửa lại không chú, để nó công kỳ quá chú ơi. Cái chú mới nói ôi kệ đó con ơi, chú bệnh gì đâu, thằng mà chú đất người ta thoải mái vậy mình khỏe các bạn ơi. Mình giờ bằng cái chú đất người ta dễ dãi vậy đó, mình cũng dễ làm nữa. Để cái clip sau đi thì mình quay cái bờ đó cho bạn xem. Này thì mình lấy cũng vừa đủ đất à, nên mình sửa bờ luôn chứ mình không có chừa lề hết đó các bạn. Thì như mình làm mấy cái vùng khác á, thì chủ đất người ta yêu cầu lên cái mặt clip này nè cao quá thì nó thiếu đất, thì bắt buộc mình phải chừa lề. Ví dụ như mình vuốt ở đây thì dưới này mình chừa cái lề nữa các bạn. Mình làm clip về chắc mấy bạn ở Tiền Giang đâu đó, mấy bạn lên clip khóm đồ thường, các bạn xem clip mình thì các bạn xem vui thôi, chứ lên clip này thì mấy bạn đó thì quá là đơn giản rồi, tại vì dùng Tiền Giang này lên clip là rặt ghi mà. Thì lên clip trồng khóm nè, trồng mít nè, lên clip cái đó thì chắc làm mà chắc lâu hơn cái clip này của mình. Mình thì lên clip này mình trồng dừa thôi, mình tỉ màu ở mé rồi thôi, nên lên clip ở kia thì nó hao thời gian nhiều hơn.
thì mình cũng xin tạm dừng cái clip mình ở đây các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Các bạn xem kênh các bạn đăng ký mình nghe các bạn. Đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn á có chữ đăng ký, các bạn bấm vào đó cho mình. Khi mình ra một cái video mới á thì vào cái chuông thông báo của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.